Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. ở đây mình thấy các bạn tuần một là những người rất là yêu thiên nhiên môi trường cây cảnh rồi đó một số bạn dường như các bạn rất là yêu quý cha mẹ của mình và dường như có một số bạn các bạn đang trải qua những sự mất mát những sự tổn thất gì đó cho nên các bạn còn rất là nhiều những cái nỗi buồn ha ừ. mình thấy các bạn có khả năng cũng đang chờ đợi một cái tin tức một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn nó sẽ diễn ra một cách nhanh chóng một vài bạn thì mình thấy khả năng là sắp tới các bạn sẽ nhận được những cái thông báo ha, hoặc là bạn sẽ tìm được cái câu trả lời cái sự hướng dẫn cho những cái điều khúc mắt trong thời điểm hiện tại ừ. mình thấy các bạn cũng là một người trải qua rất là nhiều thăng trầm và bạn cũng uh, tìm ra được cho mình một cái hướng đi một cái lối đi và thậm chí một số bạn các bạn là một cái người thầy tinh thần dẫn đường cho người khác nữa nhưng trong thời điểm này dường như một số bạn các bạn cảm thấy có một cái sự rối ren phân dân hoặc là cảm thấy uh, áp lực hoặc là một số bạn có khả năng có những cái trạng thái như là À, khó chịu bực bội ha những cái sự tranh đấu mâu thuẫn à, căng thẳng gì đó đang diễn ra trong cuộc sống các bạn hoặc là mình thấy các bạn sắp có những cuộc thi cuộc phỏng vấn cho nên các bạn cũng hơi lo lắng à, nghỉ ngợi ừ. Mình thấy dường như các bạn chỉ muốn ở một mình không có muốn tiếp xúc quá nhiều người trong thời điểm này ừ. rồi ngày thứ bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay có một số bạn các bạn nhận được một cái thông báo ha Hoặc là một cái cuộc gọi từ một ai đó Hoặc là một số bạn các bạn có một cái sự là đổi mới, tái sinh mới Có khả năng các bạn sẽ nhận được cái uh, cơ hội mới trong công việc Hoặc là một cái cuộc hẹn ha Hoặc là một cái cơ hội gia tăng tài chính ở đây ừ. Thấy các bạn có liên quan đến tiền bạc, có tài chính uh, Một số bạn có khả năng nhận được tiền lương, tiền hưởng, lợi nhuận đầu tư Hoặc là bạn nào có cuộc thi, cuộc phỏng vấn Thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ đạt được thành tích ha Nếu như các bạn có một cái sự cố gắng kiên trì nhẫn nại và có sự biết quan sát tỉ mỉ cũng như nâng cao kiến thức cho bản thân của mình à. Một số bạn trong ngày này thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự hợp nhóm hoặc là làm việc chung với một số người để hoàn thành xong một cái dự án kế hoạch nào đó có một số bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ xem tarot khá là nhiều hoặc là bạn có thể là xin lời khuyên từ người khác hoặc là người khác cho bạn lời khuyên ở đây ừ. một số bạn có khả năng các bạn đi chùa hoặc đi nhà thờ ha à. trong ngày này có thể là cũng có những cái sự gọi là khó chịu trong lời ăn tiếng nói có khả năng là người khác đã kích công kích bạn hoặc là đôi khi bạn cảm thấy trong cuộc sống bạn có rất là nhiều điều khiến bạn bực bội thì mình thấy bạn nên có một cái sự gọi là tiết chế lại kiềm hãm lại tập trung vào công việc của mình tránh gây hấn hoặc là tranh cãi với người khác ha ừ. À, mình thấy thì uh, một số bạn các bạn sẽ đọc một cuốn sách mới hoặc là bạn sẽ tìm ra được một cái chân lý hoặc được khai sáng một cái con đường một cái sự hướng dẫn gì đó ở đây các bạn sẽ tìm ra được cái mục tiêu một đứa sống ở hiện tại hoặc là trong thời gian tới các bạn sẽ phải thực hiện các bước như thế nào để có thể có được cái thành công mà bạn mong muốn ha kiểu như vậy một số bạn sẽ trồng cây trồng hoa ở đây ừ. và ở đây trong ngày hôm nay mọi việc các bạn cần phải có một cái sự xem xét kỹ lưỡng ha uh, tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh có những sự tranh cãi trong vấn đề về tiền bạc ha, hoặc là dự án nào đó hoặc là một số bạn các bạn có một sự gọi là muốn hợp tác à, muốn xây dựng một điều gì đó thì các bạn nên có sự gọi là tìm kiếm cái người gọi là có uy tín ha có sự hợp bàn ở đây có sự lên hợp đồng viết tờ hồ sơ hẳn hoi để tránh có những sự tranh cãi sau này một số bạn có khả năng các bạn nghe được một cái tin tức mới có thể là người thân của bạn người thân ở xa hoặc là những cái người nào đó mà bạn nghe được tin tức là họ à, sanh thành công ha mẹ tròn con vuông chẳng hạn vân vân ừ. hoặc có một cái tin tức gì đó à, mà người ta mang tới cho các bạn à, ở đây mình thấy các bạn có sự cầu nguyện có sự cống hiến có sự đóng góp cho một cái tổ chức cộng đồng nào đó ở đây ha và có một số bạn có liên quan đến tôn giáo à và mình thấy ngày hôm nay bạn nào có làm việc thì nên tập trung vào việc vào công việc của mình, kỹ năng của mình vào cái kế hoạch của mình chứ đừng có một sự gọi là nói chuyện của người khác để tránh bị người người sếp của các bạn họ có sự quan sát và đánh giá các bạn ha. Mà bạn ở đây mình thấy khả năng các bạn có sự lật lại những cái ký ức kỷ niệm cũ hoặc là những cái bức bức hình cũ hoặc là những cái hồ sơ tìm kiếm hồ sơ giấy tờ gì đó cũ ha vân vân. Ừ. À, có thể là có một số bạn các bạn sẽ có những giấc mơ à, dự báo hoặc là một vài bạn thì mình thấy có khả năng trong ngày hôm nay à, các bạn có sự gọi là xem lại hình ảnh cũ à, có sự nhớ về những cái người thân xa xưa ừ. ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có sự tự tin à, bởi vì cái thiên thần đang hỗ trợ để giúp cho bạn nâng cao cái sự tự tin của bạn ha à, hãy uh, các ngài đang cố gắng trấn an bạn rằng bạn có cái sức mạnh có cái quyền năng và những kỹ năng có giá trị cho kế hoạch hòa bình của vũ trụ và thiên thần đang bảo vệ bạn trong khi bạn tỏa sáng hãy lắng nghe trực giác của bạn ha và hành động một cách tự tin nhất uhm. và trong những mối quan hệ xung quanh thì sự tự tin của bạn sẽ thu hút được những cái người lành mạnh đến với cuộc sống các bạn À, đồng thời bạn cũng sẽ khiến cho người ta có sự tôn trọng bạn ha. vào mỗi đêm khi mà bạn chìm vào giấc ngủ bạn hãy nhờ tổng lãnh thiên thần Michael giúp cho bạn nâng cao cái sự tự tin của bạn và bạn sẽ thức dậy với cảm giác yêu thương và lòng trắc ẩn đối với bản thân và người khác. Hãy tin tưởng vào kế hoạch và ý tưởng của bạn. Hãy lắng nghe trực giác của bạn vì nó đang đi đúng rất là đúng mục tiêu. Hãy tin tưởng vào cái người bạn đang hỏi ha và hãy tin rằng bạn đang đi đúng hướng rồi và bạn hãy biết rằng các nhu cầu về tài chính và các nhu cầu khác của bạn đang được đáp ứng ở hiện tại và trong tương lai. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha, mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Ở đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người sống tình cảm trang hòa và đầy sự yêu thương Một số bạn thì mình thấy các bạn đang có một cái sự gọi là um, muốn đi đâu đó, chơi, đi du lịch hoặc là muốn uh, rời khỏi một cái tình huống nào đó ở đây um, Một số bạn có khả năng các bạn đang uh, sắp chuyển nhà, chuyển chỗ ở À, một vài bạn các bạn rất là mong muốn có được một cái tình yêu đẹp chân thành đến với các bạn ha Và dạo gần đây thì mình thấy các bạn đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình ha Các bạn đang vào tập trung vào hướng đi mục tiêu các bạn Một số bạn thì mình thấy dường như là các bạn cảm thấy khóa, khá là mệt mỏi ha ừ. Và mình thấy uh, có thể là trong thời điểm này sẽ có khá là nhiều người mang năng lượng nam uh, Những người có một cái sự tinh tế nhẹ nhàng lịch sự Ừ biết uh, trân trọng người khác ha uh, có khả năng họ sẽ giúp đỡ hỗ trợ cho bạn lời khuyên hoặc là chữa lành về vấn đề tinh thần hoặc là sức khỏe cho các bạn mình thấy là như vậy và mình thấy các bạn cũng là một cái lực lượng chữa lành cho người khác ha uh, các bạn cũng là một người thấu cảm biết chia sẻ biết cho đi và trong thời điểm này mình thấy uh, một số bạn các bạn nên uống nước nhiều các bạn bị thiếu nước trong thời điểm này uhm. Uhm. và mình thấy các bạn còn phải có một cái sự uh, tỉnh táo trước những cái vấn đề trong cuộc sống đối mặt với vấn đề của mình và tìm ra cách giải quyết chứ đừng có sự trốn tránh ha à. một số bạn dường như cái vận đào hoa đang lên ha có khả năng bạn cảm thấy được mọi người yêu thích trân trọng hoặc là được mọi người yêu thương trong vòng tay ấm êm của họ chẳng hạn à, một số bạn có khả năng là các bạn um, sắp đón nhận những món quà à, từ người khác đem đến cho các bạn hoặc là những cái lời khen ngợi ha trong ngày hôm nay thì mình thấy có khả năng các bạn có sự tương tác nói chuyện với ba của bạn hoặc là cùng với ba bạn làm gì một cái việc gì đó ừ. thấy một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn có sự phân dân giữa hai quyết định hai hướng đi có sự chần chừ ngần ngại gì đó ở đây ừ mọi bạn thì mình thấy khả năng là các bạn nên bảo vệ đôi mắt của bạn là, là tốt ha. Ừ, mình thấy trong ngày hôm nay có thể là các bạn suy nghĩ rất là nhiều hoặc là à, một số bạn các bạn sẽ xác định được cái mục tiêu hướng đi con đường phía trước ừ, sắp tới mình sẽ làm như thế nào kiểu vậy. À, có một số bạn thì mình thấy khả năng là các bạn nên ăn uống đúng giờ đúng giấc hoặc là ăn uống kỹ lưỡng ha để tránh những vấn đề liên quan đến bao tử dạ dày đó và mình thấy dường như là vào giữa trưa các bạn rất là buồn ngủ mệt mỏi thì nếu như các bạn buồn ngủ mệt mỏi bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi ha ừ. một số bạn mình thấy các bạn cũng có sự quan tâm đến mẹ của bạn nữa ừ. một vài bạn ở đây mình thấy có khả năng là các bạn có một cái sự gọi là xem xét giá tiền giá vàng hoặc là các bạn có sự cố gắng cân bằng ha cố gắng gọi là kiên định trong cái quyết định gì đó của các bạn các bạn có sự tập trung vào những gì bạn đang thực hiện bạn đang ước muốn và bạn không có để tâm đến những cái vấn đề bên ngoài Bạn có một cái sự gọi là kiểu uh, Tránh xa ha, những cái uh, chuyện tiêu cực ở bên ngoài kiểu vậy ừ. Bạn chỉ tập trung vào bản thân và sức khỏe và tinh thần các bạn thôi Một số bạn sẽ nghe nhạc, ha, xem phim, uh, tìm kiếm niềm vui cho bản thân Và cuối ngày mình thấy là như vậy Có một số bạn các bạn sẽ mua hoa vị trưng Hoặc là các bạn có sự gọi là chăm sóc cho hoa lá cây có gì đó của bạn à, Có một vài bạn có khả năng mà được lên chức lên vị trí cao hơn ừ. Thầm thời mình thấy cái khả năng có những cái điều bất ngờ là đó sẽ đến với các bạn ha cho nên cái việc của các bạn phải tập trung để mình biết cách xử lý đặc biệt là chạy xe ha một số bạn thì mình thấy khả năng các bạn đi gặp đi đến một cái cơ quan tổ chức nào đó gặp một cái người đứng đầu một cái người lãnh đạo một người dẫn dắt ha ở đây một số bạn có khả năng sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ ha vân vân trong ngày hôm nay mình thấy dường như là các bạn sẽ có sự tương tác ha, kết hợp với ba mẹ của mình cùng với um, mọi người làm ra một cái uh, tác phẩm một cái sự sáng tạo gì đó chẳng hạn ừ. một số bạn các bạn sẽ cảm thấy dư giả cảm thấy đủ đầy cảm thấy vui vẻ phấn chấn vào cuối ngày ừ. ở đây mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự uh, cho người khác lời khuyên hoặc là được nhận lời khuyên từ ai đó Hoặc là một vài bạn các bạn sẽ tham gia có khóa hướng luyện đào tạo ha Nâng cao kiến thức trí tệ cho người khác ừ. Một số bạn sẽ nhận được những món quà hoặc là bạn trao tặng món quà cho người khác ha Có thể một vài bạn có ai đó ở xa về thăm các bạn chẳng hạn Hoặc là bạn đi thăm một người nào đó Hoặc là một số bạn ở xa gia đình có thể là bạn đi thăm gia đình cha mẹ của mình số bạn sẽ nhận được những cái tin tức mới, ha? những cái điều thú vị, những cái điều ngạc nhiên hoặc là các bạn được uh, thăng chức như mình nói, thấy ừ. có tin tức tốt đẹp gì đó đến với các bạn. Uh, một vài bạn có khả năng là sẽ uh, nhận uh, món hàng mà bạn đã đặt mua trên mạng, vân vân, có anh shipper nào đó đến tìm bạn. Ngày hôm nay mình thấy khả năng các bạn sẽ lên những cái ý định nào đó, ha, có nhiều ý tưởng, nhiều sự đa dạng phong phú trong cái uh, ý tưởng của các bạn kiểu vậy. Và ở đây mình thấy các bạn được kiến thức thể làm việc mọi thứ theo một cách trật tự ngăn nắp ha có kỷ cương có sự um, uh, kiểm soát ừ. một số bạn thì có khả năng trong mấy câu chuyện của bạn có sự đề cập đến um, cha mẹ gia đình hoặc là ông bà của các bạn ừ. ở đây thì mình thấy là một số bạn có bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những cái cảm giác dễ bị tổn thương liên quan đến ngôi nhà hoặc là hoàn cảnh sống của bạn. Nhưng mà thiên thần đảm bảo với bạn rằng tất cả đều ổn và cái thiên thần đang bảo vệ nơi ở hiện tại của bạn và đảm bảo sự an toàn cũng như an ninh tài chính cho nó. Nếu một số bạn có bạn có sự sắp chuyển nhà thì một cái dấu hiệu cho thấy là các ngài đang hỗ trợ bạn trong việc di chuyển ha. Hãy thư giãn và tận hưởng ngôi nhà của các bạn. Bởi vì mọi thứ đều ổn. Và cái thiên thần đang trong trường ngôi nhà và những người thân yêu và tài sản của bạn khi mà các bạn đi du lịch và các ngài đang giúp cho bạn tìm một cái món đồ nào đó mà bị mất ha hoặc là những lời cầu nguyện của bạn về ngôi nhà của bạn đã được lắng nghe và đáp lại một cái vận may tài chính bất ngờ sẽ giúp cho bạn có khả năng gọi là trả được cái tiền thuê nhà hoặc là thế chấp gì đó vân vân và cái thiên thần đang hướng dẫn bạn đến những cái khu nhà ở tuyệt vời với giá cả phải chăng hãy tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn của các ngài nếu như bạn đang gọi là uh, trong chợ tin tức tin tức này ha rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi à, ngày thứ bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Cho mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. ở đây mình thấy các bạn tù ba là những người có khả năng là đang có một cái vấn đề về tình yêu tình cảm gì đó trong cuộc sống có khả năng các bạn là những người rất là hoa được nhiều người yêu thích hoặc một số bạn có khả năng là các bạn đang trong giai đoạn gọi là um, tập trung tìm hiểu về một ai đó đang quan sát chi tiết xem xét xem người đó có thực sự phù hợp với bạn hay không hoặc là một vài bạn thì mình thấy có khả năng là trong thời điểm này các bạn đang nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình yêu, các bạn đang soi xét bản thân của mình về những gì mình đã trải qua và có sự gọi là thay đổi để tốt hơn kiểu như vậy. và các bạn đang tập trung vào bản thân, yêu thương bản thân, ha chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. ở đây mình thấy các bạn đang dành thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, chữa lành. một số bạn giờ còn đây các bạn rất là mệt mỏi, buồn ngủ ha. mình thấy các bạn là những người cũng có cái khả năng gọi là À, thấu hiểu người khác Hoặc một số bạn có khả năng cho người khác lời khuyên nữa ừ, mình thấy cái khả năng các bạn cũng là một người có trực giác rất là nhạy bén một số bạn thì có đạo ở đây ha và mình thấy các bạn rất là yêu thú cưng ha trong ngày hôm nay mình thấy dường như có rất là nhiều những cái uh, sự lựa chọn cho các bạn hoặc các bạn có sự gọi là muốn mua nhiều thứ cho nên các bạn có sự theo dõi quan sát coi mình mua nên mua cái gì À, một vài bạn thì mình thấy khả năng là các bạn cũng có rất là nhiều ý tưởng sự đa dạng ha? phong phú trong cái ý tưởng cái suy nghĩ của các bạn và mình thấy các bạn làm việc rất là nhiều ha nhiều áp lực nhiều gánh nặng gồng gánh ở đây hoặc là một vài bạn các bạn cảm thấy nhức lưng ha đang mỏi vai gáy ừ, một số bạn tránh mang quanh trán tránh gọi là mang vác nặng trong ngày này và mình thấy các bạn nên cân bằng nên tập trung vào những gì bạn ưu tiên thôi ha đừng có gọi là ôm đờm nhiều thứ quá nó sẽ khiến cho bạn bị kiệt sức trong ngày hôm nay một số bạn sẽ xem xét giá tiền giá vàng ha hoặc là các bạn sẽ có khả năng là, là à, tìm kiếm thêm cái cơ, cơ hội gia tăng thu nhập tài chính vân vân thế các bạn có sự đối mặt với vấn đề của bạn và có sự đưa ra những cái ý định những cái kế hoạch trong thời gian tới ừ. Có một số bạn các bạn đã có lên kế hoạch rồi nhưng mà bạn còn xem xét khi nào là cái thời điểm chính ngồi để bạn thực hiện chẳng hạn và mình thấy cái khả năng là các bạn sẽ à, bị mất ngủ đó ha à, hoặc là trong ngày hôm nay mình thấy khi mà bạn bình tĩnh bằng cân bằng thì bạn mới có khả năng giải quyết vấn đề một cách uh, chuẩn xác đúng Không không? là các bạn sẽ có những cái sự hối tiếc muộn màng ừ. và trong ngày này mình thấy các bạn sẽ có cái sự thắng lợi thành công sẽ có một cái chiến thắng nào đó hoặc là bạn sẽ cảm thấy rất là uh, vui vẻ hào hứng vào buổi tối và cuối ngày hoặc một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ có những cái chuyến đi sự di chuyển hoặc là đi du lịch hoặc là một vài bạn đi công tác một số bạn có khả năng là mua xe mới ừ cho nên có sự lựa chọn ở đây à, có một số bạn nên chạy xe cẩn trọng ha tập trung ừ. à, để tránh gây ra những cái sự hối tiếc cho bản thân của mình về vấn đề à, giao thông rồi đó ừ. trong ngày này mình thấy à, các bạn làm gì cũng phải có một cái sự chừng mực à, đừng có vội vàng đừng hấp tấp ừ. kể cả hành động rồi ăn tiếng nói ha trong ngày hôm nay thì à, mình thấy có một số bạn là có anh shipper nào đó đến tìm bạn ừ có thể là các bạn có sự đặt hàng qua mạng ha vân vân số bạn sẽ trồng cây hoặc là các bạn tính uh, dọn dẹp nhà cửa sửa sang gì đó ừ. mình thấy khả năng là các bạn có một sự gọi là uh, xem được một bộ phim mà liên quan đến uh, tình yêu vĩnh cửu ha liên quan đến một cặp đôi trung niên vân vân ừ, hoặc là các bạn xem phim về tình yêu khá là nhiều trong ngày này một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có sự cầu nguyện ừ, các bạn có khả năng là đi nhà thờ hoặc đi chùa các bạn có sự đóng góp có sự cống hiến ha. Ừ, hỗ trợ tài chính gì đó cho một tổ chức vân vân mình thấy các bạn có sự kiên nhẫn kiên trì vượt qua từng thử thách từng sự trong gai từng cái um, sự khó khăn ừ và mình thấy các bạn sẽ thắng lợi ha trong ngày hôm nay một số bạn có khả năng là các bạn sẽ mua được một cuốn sách mới các bạn có sự gọi là đọc tìm hiểu nghiên cứu vân vân hoặc là một cái cách thức mới nào đó cho công việc của các bạn Ở đây thì mình thấy thông điệp dành cho các bạn đó là bạn đang đi đúng đường ha. À, một cái sự xác nhận rằng những suy nghĩ và hành động của bạn đang đi đúng hướng nhằm đạt được cái mục đích sống và sự bình yên nội tâm. À, bạn đã cẩn thận lắng nghe sự hướng dẫn của ơn trên thông qua cái tiếng nói nội tâm và trực giác của các bạn thì các ngài đang hoan nghênh bạn bởi vì bạn đã trung thành tuân theo hướng dẫn đó. Mặc dù có thể là bạn không nhìn thấy rõ ràng những gì đang ở phía trước, nhưng mà cái thiên thần muốn bạn biết rằng các ngài đang hướng dẫn và bảo vệ bạn trên mọi bước đường. Hãy tiếp tục phát huy ha. Ừ, đây là thời điểm tốt để bạn bắt đầu một cái dự án mới Bắt đầu kinh doanh hoặc là chọn một cuốn sách Hoặc là thực hiện cái thái, thái độ, cái lối sống tích cực ừ. Hãy lắng nghe sự hướng dẫn bên trong của bạn Ngay cả khi người khác không có hiểu ha Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ được hỗ trợ tài chính Khi bạn tiếp tục thực hiện các kế hoạch của mình à. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo Để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn